bể to hơn nữa nhá. Hả? Giờ còn có là phải bơi trong cá, nó có ca cơ à? Đã thế thì còn có con cá 3.000. Thì đây cho biết thế nào mới là cá của người giàu nhá. Đấy, cái sự khác biệt giữa cá 3.000 và cá 3 triệu chưa? Ôi cô chủ ơi, cá này có 300.000 thôi. Hả? Không như ai kia. Gì cái gì? Chưa thể bể bơi di động cho biết bao giờ à? Cơ mà còn rác rưởi vứt lung tung thế này nữa.
lấy thì để mình lấy. Yeah. Bơi đi nào, bơi đi. Hôm nay chị làm để bơi cho em nhá. Con nhà ai mà nhìn ồn thế nhở? Tôi muốn có cái bể bơi thật to. Đây thưa cô chủ. Mình muốn có chó. Nhưng mà nhà mình không có chó. Về làm con.
Lấy gạch của hàng xóm à? Con bé này. Quốc tế đấy.
你别笑。Sợ gì mấy người này? Em là vận động viên thể hình thế giới cơ mà. Vận động viên thể hình cái gì? Nhìn cái kia. Lần này chúng ta phải dùng đầu óc. Ôi trời ơi, cho con bò trời ấy, chưa rồi. Đấy em thấy chưa? Chúng ta phải biết kết hợp sức mạnh với thông minh để có thể giải quyết mọi việc. Chứ chỉ muốn sức mạnh về đầu óc không thì không thể xử lý được đâu. Vâng ạ, vậy thì chúng ta không phải đi cùng nhau. Yeah, đi thôi.
mày ốp thì mày. Nhưng mà tối quá. Em ơi, chị biến mất lên ra cái. Để em gửi ra. Ha ha ha!
đấu nhá. Yeah. Thì biết sao? Chưa góp ạ. Nhưng không sao, có đồ ăn là may rồi các bạn ạ. Tổ con dế đấy, đấy các bạn ạ, mình đã thấy nó rồi này. Đây. Chúng là chỉ quanh đây rồi, không biết là... Ở đâu? Đây lại có con cá này.
Hàng quên. Em quên.